Kính quý vị, hàng chục con lợn biển mắc kẹt trong ống thoát nước ở Florida. Hơn một chục con lợn biển Florida đã vừa bị mắc kẹt trong một đường ống thoát nước lớn, khiến các nhân viên động vật hoang dã phải thực hiện một nỗ lực giải cứu không chính thống. Theo phát ngôn viên của Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật Hoang dã Florida, ông Branson Pacino cho biết đã có ít nhất là 12 con lợn biển bị mắc kẹt trong đường ống nói trên. Vào khoảng 9 giờ tối ngày thứ hai, 6 con lợn biển đã được kéo ra khỏi đường ống và cho phép các nhân viên cứu hộ xác định gần 19 con khác đã chui vào bên trong. Hoạt động cứu hộ nói trên đã được thực hiện tại thị trấn Satellite Beach, nằm cách 15 dặm về phía nam của Cape Canaveral. Đường ống nói trên có chiều dài từ 100 cho đến 150 feet và có thể sẽ bị đập vỡ để mở đường cho các nhân viên cứu hộ tiến vào bên trong. Theo nhà sinh học biển, Anne cho biết, Linh cảm của cô đã giúp cho các nhân viên thành phố kiểm tra ống thoát nước và phát hiện ra những con vật nói trên. Spellman cho rằng những con lợn biển này đã theo nhau chui vào trong ống cống để tìm vùng nước ấm. Cảnh sát và Sở cứu hỏa Saralai Beach đã xác định là các nhân viên của họ có tham gia trong cuộc giải cứu nói trên cùng với các chuyên gia đến từ SeaWorld. Theo ông Pasino cho biết, cơ quan động vật hoang dã đã cũng cử ít nhất là hai nhân viên hỗ trợ tại hiện trường vụ việc.